bùm chất, đập chất, bùm chất. Bùm chất đó, bùm chất cuối cùng á thì chúng ta chạy hai cái bass bùm bùm và quyển qua hợp âm khác. Cái này cũng quan trọng trước. Chúng ta có hợp âm la thứ đúng không ạ? Hợp âm thứ chúng ta sẽ như thế này. Bùm là đi sáu nè. Bass bùm chất, đập chất, bùm chất. Chất là móc 3 giây ha. 2 giây sau bùm chất. Bùm bùm xuống đề thứ nè. Đề thứ là bass đi 5 luôn nè. Đây là nó đề nè. À là si đô đề ha. Rê chất, đập chất đúng không? Còn nếu chúng ta chưa làm được, chúng ta làm lại khúc này. Cái phương pháp này rất là hay. Có nghĩa là chúng ta trẻ nhỏ ra. Cái nào mà chúng ta chưa làm được, chúng ta phải làm ngay chỗ đó đó. Làm cho êm cái đã, rồi chúng ta sẽ chuyển phần khác. Đừng vội đánh, đánh vội và đánh chậm. Chú ý đánh chậm nè quý vị. Đây, làm lại. Dễ lắm, không có gì. Bùng chất, đập chất. Bùng chất. Đây nè, đây chúng ta đang giữ nó nè. Bùm, rồi này vô. Bùm, rồi này để xuống. Cũng giống như thế pha trưởng mà chúng ta bỏ xuống một dây nè, sẽ đề thứ. Bỏ xuống một dây có nghĩa là dây này xuống dây 5 nè. Dây này không phải là là xuống dây 4 nè. Đó, vậy nè. Con này vô dây số 2, ngang số 6 nè. Đó, vậy ha. Làm lại nè. Bùng chát, đập chát. Bùng chát, năm tâm, 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 tâm. Cái đoạn này xuống, tâm. Đó, làm lại, nếu mà chưa được làm lại. Bùng chát, đập chát. Bùng chát, tâm, 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 đập chát. Bùng chát, không? Đó, xong phần rê rồi. Đây là đi theo vòng số 4 tại giáo trình nha, vòng số 4. Rê rồi tới son đúng không ạ? Rê chát, đập chát. Bùng chát, bùng, bùng, bùng. Đây, thấy son vững dặn nè. Bùm chát, nào là son rồi đó. Bùm chát, đập chát. Bùm chát, bùm bùm bùm. Đây chúng ta đây có đây. Là dây 5 nè, dây 5 ngân 5 nè. Bùm bùm, bùm bùm bùm. Rồi qua đầu chỗ nè. Bùm chát, đập chát. Bùm chát, bùm bùm bùm. Ha, bùm chát, đập đô nè. Bùm chát, đập chát. Bùm chát. Đó là chúng ta son pha thăng pha nè. Chúng ta chạy bass này gọi là chạy bass lùi, son, pha thăng, pha. Nãy giờ Khánh Đà chạy rất là nhiều kiểu bass lùi. Đây nè, bass lùi nhiều lắm nha. Làm lại nè, từ đây đi. Từ từ đô, son này. Son chất, đập chất, son chất. Rê nè. Rê, đô thăng, đô nè ha. Rồi tới son, pha thăng, mi. Làm lại. Đô chất, đập chất, đô chất. Còn nó có nốt fa mi re chất đập chất bùng chất fa mà xuống re thì chúng ta sẽ có là bùng chất đập chất bùng chất bùng là nốt fa mi fa mi re chất đập chất bùng chất. Chúng ta có thể lấy fa thăng chỉ số này hoặc chúng ta lấy khánh thường thanh đánh. Chúng ta đánh nhanh thì nếu mà đánh nhanh không được thì chúng ta lấy cứ bắt lùi chúng ta làm rê chất đập chất rê chất từng 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 chất đập chất bùm chất đô si la. Con đường xưa em đi vang lên mai bùm chất bùm chất. Chúc vui vẻ bên kia đàn guitar. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Tạm biệt.